我是马。V8550HV thì hiện tượng là máy ngô vắt thử báo 84B. Cái đóng vào khách tờ vô đóng vào đóng vào không bật cửa đã chuồn vào có lỗi gì. Riêng dòng Toshiba này thì mày vào tay phao vô là 84B thôi nha. Còn đưa anh cái phao này. Còn mặc dù hai chân nhưng mà cái phao này là phao dành cho thì mày giặt xanh vô thì mày bạn bỏ vô nó sẽ không hiệu quả. Thì thử đây. Thử con lò chín không? Khi mà bạn đi mua phao thì cái loại cái phao là KPS-59C thì dành cho cái máy giặt Sanyo hoặc Aqua. Thì cũng nói luôn nha, mặc dù bản thân hai chân nhưng mà cái tần số nó dao động nó khác nên đâm ra là cái máy nó chạy hoặc là không nhắc được nữa. Mẹ bạn mình thấy phao là 84B mã, cái đấy lấy là cái mã này mã rồi, mặc dù động phao rồi mình nhắn được thì